về lại căn nhà yêu thương, cô gái chợt bật khóc vì không còn hình bóng mẹ. Theo đó, sau bao nhiêu năm xa cách, cô gái đã quyết định về lại mái nhà xưa. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể kìm được nước mắt, vì khi nhìn ngắm đâu đâu cũng thấy kỷ niệm ngọt ngào về người mẹ đã đi xa. Bên cạnh góc nhà xưa, nơi mẹ đã từng dùng ánh mắt đầy dịu dàng để ngắm nhìn con gái. Trước cổng nhà, người mẹ hiền hòa làm dáng với đứa con yêu. Ngay cả một khoảng sân bất kỳ trong ngôi nhà cũ kỹ cũng giữ lại nụ cười của mẹ không thể xóa nhòa. Những hình bóng ấy, những kỷ niệm ấy, từ ánh mắt nụ cười của mẹ, giờ đây chỉ còn là dĩ vãng xa xôi. Ngôi nhà năm ấy giờ cũng đã hoang tàn đi rất nhiều do thiếu mất đôi bàn tay chăm chút của mẹ. Khi cha mẹ còn đủ đầy, nhà chính là nơi để trở về. Nhưng khi cha mẹ không còn nữa, nhà chỉ là nơi lặng lẽ, đến rồi lại âm thầm rời đi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.